Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tỉnh dự và chỉ đạo lễ ra quân. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch. Phương án đã đề ra thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ và các vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tỉnh yêu cầu các cấp ủy chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mâu thuẫn, đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động, gây rối, làm mất ổn định về an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã phát động lễ ra quân đợt cao điểm. Ngay sau khi phát động, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức ra quân và triển khai các tổ đội thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.